Khi ấy Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y phục của người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Và ba môn đệ thấy ông Elia cùng ông Môsê hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu. Bấy giờ ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, chúng con ở đây thật là hay. Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Môsê và một cho ông Elia. Thực ra ông không biết phải nói gì vì các ông kinh hoàng. Bỗng có một đám mây bao phủ các ông, và từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời người. Các ông chợt nhìn quanh thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giêsu với các ông mà thôi. Ở trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy trước khi con người từ cõi chết sống lại. Các ông vâng lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu từ cõi chết sống lại nghĩa là gì. Đó là lời Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em, trên đường tới đây dâng lễ, tôi thấy rất nhiều người đi ở ngoài đường mặc dù trời đang mưa. Trời mưa có thể làm cho nhà thờ của chúng ta vắng bớt một số người, bởi vì nó có thể gây trở ngại đến nhà thờ ướt át, rồi có khi ngồi nghe giảng tĩnh tâm lâu nữa. Nhưng mà ngoài đường vẫn rất là đông người, và chắc đa phần những người đang tất bật ở ngoài đường trong cơn mưa ấy là họ đang nghĩ đến mái nhà của mình, mái ấm của mình, gia đình của mình. Bây giờ về thì sẽ được nghỉ ngơi, sẽ được ăn uống, sẽ được trò chuyện. Và vì thế họ có thể đội mưa mà về nhà. Hình ảnh ấy chúng ta cũng có thể nói về cái hành trình thiêng liêng của Kitô hữu chúng ta, mà hôm nay Chúa Giêsu đang dẫn các môn đệ đi trên cái hành trình thiêng liêng ấy. Cái cơn mưa ở ngoài đường làm ướt át, khó chịu, trở ngại, nó chính là mầu nhiệm của thập giá mà các môn đệ đang lo sợ, ngại ngần, không muốn dấn bước, thậm chí còn cản trở Thầy đừng có chịu như thế. Nhưng mà cuộc hiển dung ở trên núi thánh hôm nay thì lại làm cho các môn đệ thấy rằng cái đích đến nó không phải là thập giá, mà nó là vinh quang. Đức Giêsu vốn dĩ ở trong vinh quang, mà người đã mặc lấy thân phận con người của chúng ta, và bây giờ làm một con người và chịu khổ hình và chịu chết nhục nhã để làm cái gì? Để đưa chúng ta đến cái vinh quang như là về nhà của mình vậy. Và để được như thế thì chúng ta phải trải qua cái cơn mưa của thập giá, của cuộc khổ hình của Chúa Giêsu, cũng như ở trong chính cuộc đời của chúng ta vậy. Các môn đệ, đây là ba ông môn đệ mà chúng ta nói là rất thân tín với Chúa Giêsu. Ba ông này là Phêrô, Giacôbê và Gioan, được Chúa dẫn lên núi và Chúa tỏ bày vinh quang cho các ông ngây ngất. Và ba ông này cũng sẽ là ba ông được dẫn vào trong vườn cây dầu để thấy Chúa Giêsu đổ mồ hôi máu, và Chúa Giêsu là thống thiết đau khổ
trước khi người bị bắt và bị giết. Cho nên cái việc nhìn thấy vinh quang của Chúa Giêsu ở trên núi, nó nâng đỡ các ông rất là nhiều. Mặc dù chúng ta thấy rằng các ông vẫn vấp ngã, nhưng rồi các ông sẽ lại trỗi dậy để như Chúa Giêsu đi tiếp cái hành trình mà Chúa Giêsu sẽ để lại cho các ông, sứ mạng của những người sứ giả mang ơn cứu độ cho mọi người. Ông Phêrô đó, chúng ta biết rồi, ông ấy đi rao giảng tin mừng về Chúa Giêsu phục sinh và ông ấy bị đóng đinh ngược đầu xuống đất chết. Đó là cuộc khổ nạn của Thánh Phêrô. Ông Giacôbê mà hôm nay ở trên núi thánh đó cũng ngây ngất như Phêrô vậy đó, thì sẽ là người bị vua Hê-rô-đê Agrippa chém đầu, là người đầu tiên trong 12 tông đồ của Chúa bị chặt đầu xử tử vào năm 44, tức là rất sớm. Còn ông Gioan thì sao? Nhiều lần bị bách hại, thậm chí bị quăng vào trong một cái vạc dầu sôi để cho ông chết đi, nhưng mà Chúa cứu. Đó là cuộc khổ nạn của các môn đệ, cuộc khổ nạn của các tông đồ. Và trong cuộc khổ nạn ấy, các ngài vẫn chịu đựng được, bởi vì hôm nay các ngài đã thấy vinh quang của Chúa Giêsu ở trên núi thánh, ngây ngất đến độ xin Chúa, chúng con ở đây thì thật là hay. Và đã thấy Chúa Giêsu chịu khổ hình thập giá, nhưng rồi người sống lại vinh quang. Đấy là niềm hy vọng, đấy là sức mạnh, đấy là điểm đến mà các môn đệ sẽ đạt tới nếu đi qua cái cơn mưa dầm của khổ hình và thập giá này. Thưa quý bà và anh chị em, nhưng mà sau khi đã nhìn thấy vinh quang thì Chúa Giêsu dẫn các môn đệ xuống núi. Nhìn thấy vinh quang, ngắm nhìn vinh quang, nhưng mà người ta không có được phép ngây ngất mãi, để rồi người ta tránh lánh những cái khổ đau, mà người ta phải mang lấy để như một điều kiện đạt đến vinh quang vậy. Các môn đệ sẽ phải xuống và cùng với Chúa Giêsu đi vào cuộc khổ nạn. Chúng ta nghe trong bài đọc sách ông ngôn sứ Daniel hôm nay, trong một thị kiến, ông ngôn sứ này cũng thấy vinh quang của Chúa rực rỡ. Chúa ngồi ở một cái ngai tòa rất là cao, chung quanh người toàn là lửa và ánh sáng. Các thiên thần chầu trực, ngàn ngàn vạn vạn các thiên thần chầu trực. Và có một nhân vật xuất hiện trông giống như con người, và nhân vật này được Thiên Chúa ban cho vinh quang để người thiết lập một triều đại, mà triều đại này trường tồn vĩnh cửu. Đây chính là hình ảnh tiên báo về Chúa Giêsu mà hôm nay chúng ta thấy Chúa Giêsu ở trên núi tỏ hiện vinh quang của người. Mà thưa quý bà và anh chị em, ông Daniel, ông ấy thấy cái cảnh tượng này trong lúc mà dân Do Thái, trong lúc bản thân ông ấy dù chỉ là một cậu thiếu niên thôi, nhưng mà cùng với các bạn bè của mình đó bị đưa sang lưu đày bởi vua Nabucodonosor. Và vì trung tín với Chúa cho nên đã có lần bị vị vua này quăng vào trong một cái lò lửa để cho chị thiêu đốt đi. Và ông Nabucodonosor đó, ông nói với lại những cậu thiếu niên người Do Thái là Daniel và ba người bạn rằng: để xem Thiên Chúa của các ngươi có cứu các ngươi không. Ta quăng vào trong cái lò lửa này, xem Thiên Chúa có đến cứu không. Và thưa quý ông bà và anh chị em, Daniel và các bạn đã nói rằng
ngay cả khi Thiên Chúa không cứu chúng tôi có thể chết, nhưng mà chúng tôi vẫn tin vào Thiên Chúa, chúng tôi vẫn trung tín với Ngài. Bởi vì sao? Bởi vì ông đã thấy được cái vương quốc vĩnh cửu trường tồn mà Chúa đã cho ông thấy trong thị kiến. Thiên Chúa mà đã cho thấy thị kiến ấy mới là Thiên Chúa giữ chủ quyền trong lịch sử. Và Thiên Chúa ấy sẽ ân thưởng cho những người trung tín với Người cho đến cùng. Cuộc hiện dung, thưa quý ông bà và anh chị em, rất cần thiết cho hành trình đức tin của các môn đệ. Cuộc hiện dung cũng có thể nói rất cần thiết cho hành trình của Hội Thánh. Có những lúc người ta thấy Hội Thánh tưởng chừng như tàn nát. Thời của Thánh Đa Minh là thời như vậy. Thời của Thánh Đa Minh là thời mà Hội Thánh gặp rất nhiều những khốn khó. Hội Thánh bị người ta rời bỏ, Hội Thánh bị người ta chống đối, Hội Thánh bị người ta lập ra các cái lạc giáo hay bẻ rối, như Anbijoa mà Thánh Đa Minh đã phải tìm cách để chinh phục họ. Mà nhiều khi người ta có lý, bởi vì Hội Thánh lúc bấy giờ xem ra quá tệ. Một Hội Thánh mà người ta thấy tình là nó không có cái hình ảnh, không có cái hình ảnh gọi là vinh quang của Thiên Chúa ở trong Hội Thánh này nữa, mà chỉ thấy những gương mặt xấu xí, đen đúa, tội lỗi. Một Hội Thánh mà người ta cho rằng là nó bị vật chất hóa rồi, nó bị cái hào quang của trần gian này nó làm cho hoen ố. Hội Thánh như thế đó dễ làm cho người ta không nhìn ra được cái dung mạo vinh quang của Chúa. Người ta chỉ có thể nhìn thấy thập giá, người ta chỉ có thể nhìn thấy khổ nạn, người ta chỉ có thể nhìn thấy những cái gì rất là tệ hại. Và thưa quý ông bà và anh chị em, trong bối cảnh đó thì những người như Thánh Đa Minh, những người thực sự yêu mến Hội Thánh, những người đạo đức, những người có lòng với giáo hội như Thánh Đa Minh, Ngài vẫn nhìn ra được cái dung mạo vinh quang. Nhưng mà cái dung mạo vinh quang này đó, nó cần phải có một cuộc gọi là, chúng ta gọi là một canh tân hay cải tổ. Mà cái cuộc canh tân hay cải tổ này nó chính là như một cuộc khổ nạn, như là thập giá mà Hội Thánh phải chịu. Người ta có thể nhìn vào những cái bi đát, tiêu cực, xấu xa của giáo hội hay là của xã hội hay là của gia đình, để rồi làm gì? Để rồi buông bỏ, để rồi chán chường, để rồi mình không thiết tha gì nữa, và mình để cho những cái điều tối tăm, xấu xa, tệ hại ấy nó giết chết niềm hy vọng của chúng ta. Có không ít những gia đình của chúng ta rơi vào những tình cảnh éo le, bi đát. Có thể là vì nghèo khổ, có thể là vì sự bất thuận, bất hòa trong gia đình, có thể là làm ăn thất bại, có thể là con cái không ngoan ngoãn. Và ai không nhìn thấy cái hình ảnh đầm ấm của gia đình mà mình phải nỗ lực để xây dựng, và mình phải nỗ lực để vượt qua và giúp cho những người nhà của mình vượt qua, thì có thể là sẽ đi uống rượu, say xỉn, có thể là sẽ đi ngoại tình, có thể là ít có khi về nhà mà lang thang đây đó. Mái nhà trở thành một cái nơi như quán trọ, không còn phải là một mái ấm. Đó là những người thất bại, có thể nói như thế, bởi vì không nhìn thấy được cái đích đến vinh quang. Mà cái đích đến vinh quang đó đòi phải trả giá bằng thập giá
và gian nan. Nhưng thưa quý ông bà và anh chị em, nhìn vào cái vinh quang và cái gian nan, nhìn vào cái ngây ngất ở trên đỉnh núi, các môn đệ muốn ở trên đấy luôn, dựng ba cái lều cho Chúa Giêsu, cho ông Elia, cho ông Môsê. Nhưng mà chúng ta biết là ba cái nhân vật này này, ba nhân vật này này được rạng rỡ vinh quang ở trên núi đó, đều là những vị mà phải trải qua đau khổ. Ông Môsê cũng thế, rất khổ sở với dân trong thời gian dẫn đưa họ ra khỏi Ai Cập và ở trong sa mạc. Nhiều lần người ta muốn ném đá, người ta muốn giết ông luôn. Ông Elia đó thì phải chạy trốn một mình vào trong sa mạc và cầu xin Chúa cho con chết đi. Chúa Giêsu đổ mồ hôi máu ở trong vườn cây dầu và cầu xin Chúa Cha cất chén đắng cho mình. Tất cả các vị xin như thế, phải trải qua những khốn khổ như thế, nhưng mà như Chúa Giêsu đó, xin vâng theo ý Cha, đừng theo ý con. Ông Môsê cũng vậy, để cho Chúa hành động. Elia cũng thế, để cho Chúa dẫn đưa, rồi cuối cùng lên được núi thánh của Chúa. Chúng ta cũng có thể nói về những cuộc hành trình đức tin của cả giáo hội, của giáo xứ, hay của gia đình, hay của cá nhân của chúng ta cũng vậy. Hôm thứ Bảy vừa rồi ở nhà thờ này có lễ truyền chức linh mục. Và có nhiều người nói với tôi rằng nhìn 10 ông cha mới, ông nào cũng sáng sủa, đẹp đẽ, rạng rỡ. Thưa quý bà và anh chị em, đúng là như thế. Nhưng mà sau những ngày này, có người sẽ phải đi sang Lào để truyền giáo. Mà chúng ta biết đất nước Lào không có mấy người Kitô hữu, nơi mà mới có một trận lụt rất lớn vì người ta bị vỡ đập thủy điện đó. Nghèo khổ lắm. Có ông thì phải đi sang Phi Luật Tân, Philippines, để làm việc xa gia đình, xa quê hương. Có những ông phải lên Tây Nguyên để ở với những người Ba Na, Ê Đê, Siêng mà dạy chữ, giữ đạo cùng với họ. Nhiều nơi chẳng khác gì cuộc khổ nạn và thập giá mà các tân linh mục sẽ phải đến để làm việc, để sống và có khi chết ở đó nữa. Anh em chúng tôi cách đây ít năm có một người đi sang truyền giáo ở Thái Lan và rồi chết cháy ở bên đó, chấn động cả báo chí của Việt Nam khi vị linh mục trẻ đó mới có 42 tuổi thôi. Vinh quang ở đâu? Ở đời sau thôi. Vinh quang ở đâu? Ở đời này khi mà được mọi người trân trọng cái sự hy sinh đến tính mạng của mình để truyền giáo cho một đất nước gần 100% là Phật giáo, để truyền giáo cho một đất nước ở ngay biên giới của chúng ta đây, nghèo khổ, thiếu thốn và cũng bị kỳ thị. Đó, vinh quang và khổ đau, sự rạng rỡ làm ngây ngất và thập giá, nó như là hai mặt của một cái đồng tiền, hay là hai mặt của một cái huy chương, người ta nói vậy. Thưa quý ông bà và anh chị em,
Đời sống Kitô hữu của chúng ta cũng như vậy. Mới hôm qua tôi đi làm lễ cưới cho một đôi trẻ. Trong bài giảng tôi có hỏi cô dâu và chú rể thế này: thế khi chuẩn bị hôn nhân này này, đối với chúng con thì cái việc chuẩn bị nào là khó nhất? Và tôi đưa ra một loạt những cái gợi ý: tiệc cưới này, nhà hàng này, áo cưới này, quay phim chụp hình này, hay là sính lễ này, hay là giấy tờ này, hay là chuyện hồ sơ hôn phối ở nhà thờ này, vân vân. Tôi rất là bất ngờ khi mà cô dâu chú rể trả lời: thưa cha, việc chuẩn bị khó nhất là chúng con chuẩn bị tâm hồn và chúng con học giáo lý để biết đời sống hôn nhân Kitô giáo là cái gì. Cả nhà thờ vỗ tay hoan hô một đôi bạn trẻ. Tôi cũng không ngờ được rằng các bạn lại nghĩ được rằng cái điều quan trọng đó là tâm hồn của mình. Cái điều quan trọng đó là mình đang bước vào một cái niềm vui ngây ngất của tình yêu trong ngày đám cưới, mà lại thấy cái quan trọng là việc phải biết giáo lý về đời sống hôn nhân Kitô giáo để mà sống và gìn giữ gia đình của mình hạnh phúc, ấm êm và sống như Chúa dạy về hôn nhân. Chắc chắn rằng không chỉ là việc học giáo lý đâu, không chỉ là việc phải chuẩn bị tâm hồn đã là khó là khổ đâu, mà còn sống những điều mình đã chuẩn bị ấy mai mốt ở trong cuộc đời hôn nhân của mình cơ. Sẽ có những lúc mà đó mây mù kéo đến, sẽ có những lúc mà cũng như hội thánh thời Thánh Đa Minh vậy đó, cái gì cũng có vẻ tệ hại hết. Sẽ có những lúc mình muốn buông xuôi và thậm chí muốn rời bỏ khỏi cái mái ấm gia đình mà mình đã từng mong ước ấy. Thánh là mình không có rời khỏi hội thánh, không có bỏ hội thánh mà đi, mà chúng ta biết rằng trong một thị kiến Đức Thánh Cha thời bấy giờ đã nhìn thấy có một người dáng dấp của Thánh Đa Minh đó, đứng ở gần cái tòa nhà của giáo hội, nó bị nghiêng đi một bên như thế này này, và Ngài đã đưa vai vào đỡ lấy để cho cái tòa nhà ấy nó được đứng vững trở lại. Chúng ta thấy một cái nhà mà nó nghiêng như vậy, giống như ngoài sông Đà ngoài kia đó, ai dám ra đấy mà ghé vai mà đỡ, nó đè cho chết luôn. Dĩ nhiên đây là hình ảnh mang tính biểu tượng thôi, là Thánh Đa Minh sẽ là người ghé vai để cho tòa nhà của hội thánh đứng vững trở lại, để cho tòa nhà của các tín hữu, đức tin của các tín hữu được đứng vững trở lại nhờ sứ mạng và ơn gọi của Người, cũng như dòng Đa Minh mà Người thiết lập. Thưa quý bà và anh chị em, thời chúng ta nhìn ra chung quanh, nhiều khi chúng ta nản lắm, nhiều khi chúng ta chán lắm. Thí dụ như quý bà và anh chị em mà trong những ngày này mà theo dõi các cái phương tiện truyền thông, không phải là của Việt Nam thôi mà ngoại quốc, chúng ta sẽ thấy hội thánh đang bị người ta chê cười, hội thánh đang bị người ta tấn công bởi một cái gọi là cái tệ nạn gọi là các giáo sĩ lạm dụng tình dục, nhất là đối với trẻ vị thành niên. Cả linh mục, cả giám mục cũng bị tố cáo. Không biết thực hư thế nào, nhưng mà người ta đang tố cáo và người ta đang bêu riếu rất nhiều. Chúng ta thấy là mình ở trong một cái hội thánh như thế xấu hổ quá. Chả lẽ bây giờ chúng ta làm sao? Chúng ta bỏ hả? Không. Thánh Đa Minh không bỏ một hội thánh cũng bị chê cười như vậy đó, cũng bị nhiều người rời bỏ như vậy đó.
Mà chúng ta ở trong thời đại này, chúng ta cũng được mời gọi để nhìn thấy cái sự tinh tuyền, để nhìn thấy sự thánh thiện mà chúng ta vẫn tuyên xưng ở trong giáo hội. Chính bản thân mỗi người chúng ta, nếu để cho mình được thanh tẩy, để cho mình được nên tinh tuyền, thánh thiện như lời Đức Thánh Cha mời gọi gần đây, để cho mình biết nghiêng vai mà đỡ lấy hội thánh của chúng ta, gia đình của chúng ta, cộng đoàn của chúng ta, thì chúng ta cũng sẽ trở thành những con người như Thánh Đa Minh trong thời đại của mình, những sứ giả của ơn cứu độ. Nhìn ra xã hội chúng ta cũng thấy rất nhiều chuyện đáng buồn lắm chứ. Nhiều người bỏ quê hương đất nước này mà ra đi. Họ tìm mọi cách để ra đi. Sống ở đây nguy hiểm quá, chán quá, ngột ngạt quá, thiếu thốn quá, cả vật chất cả tinh thần. Cái gì cũng tệ, cũng hại, đụng đâu là toàn những chuyện xấu không à. Chúng ta bỏ đi à? Không, quê hương của chúng ta mà, đất nước của chúng ta mà, chúng ta không bỏ đi. Nhưng mà chúng ta phải làm cái gì đó để cho những chuyện đấy nó bớt đi, để cho cái hình ảnh của quê hương đất nước mình nó đẹp lên. Mà nhiều khi chính mình đã từng làm cho nó hoen ố, cho nó ra xấu xí. Tôi đi ở ngoài đường tôi thấy rất nhiều những chuyện như thế. Xả rác bừa bãi, quăng rác xuống sông, xuống hồ ở ngoài Kinh Nhiêu Lộc này. Vượt đèn đỏ, chạy ẩu, rồi nói năng, chửi bới, tục tĩu, hơi một tí là sững cổ lên. Người ta cho ăn miễn phí một bữa gì đó, khi người ta khai trương thì nhào vào, ăn như ăn cướp vậy. Tất cả những cái đó nó làm cho cái hình ảnh của đất nước quê hương của chúng ta nó xấu xí quá. Chả lẽ mình bỏ đi hoặc là mình thêm vào? Không, mình phải làm cho nó bớt đi, cho nó đẹp trở lại. Chính nhờ cái sự dấn thân của chúng ta, rồi gia đình của chúng ta cũng như thế. Thưa quý bà và anh chị em, mới đây tôi có gặp một chị là y tá. Chị vừa mới nghỉ hưu, đúng tuổi nghỉ hưu, 55 tuổi, nhưng mà chị còn khỏe mạnh lắm. Chị đến nói với tôi là: thưa cha, con vừa mới nghỉ hưu nhưng mà con vẫn muốn tiếp tục làm việc, và bây giờ là con làm việc thiện nguyện. Cha có quen một cái trại cùi nào đó thì cha giới thiệu để con tới và con làm thiện nguyện cho các bệnh nhân phong cùi. Tôi rất mừng vì có một người sau một thời gian làm việc mà tôi tin rằng làm tốt, bởi vì một người mà nghỉ đến tuổi nghỉ hưu mà còn vẫn muốn phục vụ một cách nhưng không như vậy đó, thì tôi tin rằng trong thời gian làm việc phải là một người tốt, mà bây giờ lại muốn tiếp tục cống hiến. Tôi liên hệ với quý sơ dòng nữ tử bác ái ở trại cùi Bến Sắn để giới thiệu chị ấy. Vị nữ tu trả lời với tôi rằng: thưa cha, chúng con rất mừng, chúng con vui lắm, nhưng mà ở cái trại cùi này chúng con cũng chỉ là những nhân viên thôi, còn nhà nước quản lý, ban giám đốc ở đây mới là những người có quyền nhận hay không nhận. Xin cha chờ đợi để chúng con trình bày.
Đất nước của chúng ta nhiều khi nó như thế, thưa quý bà và anh chị em. Những người tôi tin rằng những người như các nữ tu hay là như chị y tá này là những người muốn cống hiến và muốn làm cho những nỗi đau của các anh chị em phong cùi nó được xoa dịu. Họ được cảm thấy rằng họ được yêu thương, được chăm sóc. Ấy thế mà nó còn những cái cơ chế này, cơ chế kia, nó ngăn cản. Chẳng lẽ chúng ta bỏ đi à? Tôi hỏi chị y tá ấy, thế bây giờ chị tính sao? Chị nói với tôi một câu mà tôi nghe cũng rất bất ngờ. Thưa cha, con sẽ lên trại củi Bến Sắn để con gặp ban giám đốc và con xin vào làm thiện nguyện. Chúng ta nghĩ sao? Gặp mình thì sao? Ôi thôi, mình đi làm không công cho họ mà họ còn bày đặt, thôi dẹp đi. Không, người phụ nữ này bảo rằng sẽ lặn lội xuống tận trại củi Bến Sắn để xin người ta cho mình vào làm thiện nguyện, phục vụ các bệnh nhân. Hôm nay Chúa gọi là biến hình, hay Chúa tỏ bày vinh quang của Chúa ở trong một cái bối cảnh rất là tăm tối, đau khổ, thập giá. Thánh Đa Minh cũng đã nhìn thấy cái vinh quang của hội thánh trong một cái bối cảnh thời của Ngài cũng nhiều tăm tối, ê chề, xấu xí, và người đã dấn thân để làm cho hội thánh nên đẹp. Chúng ta đang sống ở trong quê hương đất nước, giáo hội và gia đình của chúng ta cũng có khi đang rơi vào những hoàn cảnh như vậy. Xin cho chúng ta nhìn thấy được cái vinh quang, nhưng mà không phải chỉ là để ngắm nghía, mà nhìn thấy được cái vinh quang mà do chính cái nỗ lực của chúng ta, do chính những hy sinh của chúng ta, dấn thân của chúng ta, làm cho cái dung mạo của giáo hội, của xã hội, của gia đình và thậm chí cả của chính bản thân của chúng ta được nên đẹp, sáng, vinh hiển như Chúa Giêsu trên núi thánh vậy. Amen.